nè mụ lan héo, lan khô, lan lừa thưa, lan u mê kia, tôi nói cho mụ biết nè. Giờ tuổi của mụ cũng trên 60 rồi, mụ ở nhà chăm sóc con cái cho nó vui vẻ. Cớ gì ngày nào mụ cũng lên đây nói xàm, mụ chửi hết người này, mụ chửi hết người kia, có ngày nghiệp hoặc mụ à nha. Mụ lan lừa thưa, u 60 nhưng lan không còn tóc. Nấu da lan ăn xong rồi đời lan u mê ngông cuồng, làm cho tâm trí lan bóng dưng như người buồn điên. Mụ lan êm u, lan chỉ ưa ăn khoai và chuối. Điên khùng mặt ai chửi bới, lan quyết yêu một mình nấu thôi. Bởi vì yêu mà lan trở nên tâm cuồng trí, làm lan đảo điên, lan quay cuồng, rồi lan chửi chó điên đến mùa đông kinh. Vì lan u mê, con mắt nhân lan đâu nào thấy. Pháp tu bùng binh, tu pháp môn dâm dê bày đàn. Ăn sung xong rồi, tìm pháp u mê mang về. Luyện tu chính tháng, cho sản sinh một bầy mồ côi. À, bà Lan, tôi nói cho bà biết, bà muốn tu theo cái pháp tu của ông Lê Tùng Vân á, thì bà dẫn bà con cô bác anh chị em con cháu bà vô bà tu, tu theo đạo Nhờ Quả. Tôi chúc cho bà thành công nha bà Lan. Còn tóc thích ăn cà xem, ăn chuối to của ông nậu già. Lan ăn xong rầu, đời lan u mê ngông cuồng, làm cho tâm trí lan bỗng dưng như người cuồng điên. Mụ lan em mu, lan chỉ ưa ăn khoai và chuối. Lan ăn khoai sùng, rồi lan lên cơn điên khùng. Mặt ai chửi bới, lan quyết yêu một mình nậu thôi. Bởi vì đâu mà lan trở nên tâm buồn trí, làm lan đảo điên, lan quay cuồng, rồi lan chửi bới như chó điên đến mùa đông kinh. Vì lan u mê, có mắt nhưng lan đâu nào thấy. Pháp tu bùng binh, tu pháp môn dâm dê bày đàn. Ăn sung xong rồi, tìm phán u mê mang về. Luyện tu chính tháng, cho sáng sinh một bầy mồ côi. Ăn sung xong rồi, tìm phán u mê mang về. Luyện tu chính tháng, cho sáng sinh một bầy mồ côi. Tôi lấy bà Lan, bà quay đầu đi còn kịp nha. Còn nếu không bà vô đó bà tu với nậu đi. Tôi chúc cho bà tu thành chánh quả nha bà Lan.